Các bạn truy cập đường link https://console.developer.google.com để tạo API liên kết CN Metro và Google. Tại giao diện Google Cloud thì tạo New Project. Chuyển về Project và tạo. Chọn OAuth Consent Screen. Chọn External. Nhập tên cho ứng dụng ở mục App Name. Chọn Email hỗ trợ người dùng. Tại mục Add Domain, nhập cameo-network.com. Nhập email Google sẽ sử dụng để liên hệ với bạn về bất kỳ thay đổi nào của project. Sau đó chọn Save and Continue. Truy cập Credential, Grid Credential, OAuth Client ID. Mục Application Type chọn là Web Application. Để điền mục URL thì chúng ta khởi tạo portal trên CN Metro. Truy cập Network Service, Get Access Portal. Tạo và đặt tên cho portal. Chỉnh sửa portal vừa tạo. Tại mục Access thì tích chọn Enable Free Access. Mục Social Login sao chép đường link tại đây và dán vào mục URL tại Google Cloud. Chọn Grid, sau đó copy Client ID và dán vào mục ID ở CN Metro. Thêm wireless LAN sử dụng portal vừa tạo. Thêm wireless LAN vừa tạo vào AP Group, sau đó liên kết AP với AP Group. Kiểm tra lại kết quả. Như vậy là đã kết nối thành công.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thành công nhé.